Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay em sưu tầm được 4 cây đẩy liền vang. Thực sự là chắc chắn là rất lâu sau các bác mới gặp lại các bác nhá. Một con đẩy liền vang đến từ thương hiệu từ Mỹ các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng tư vấn gì các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em sau này các bác nhá. Vâng ạ, con đẩy liền vang thương hiệu đến từ Mỹ có tên là ETC các bác nhá. Và tất cả mọi thứ em đã cho các bác xem cụ thể đây các bác nhá. Made in by ETC California USA luôn. Thì những bác nào mà có khó tính nhất các bác nhá. Có khó tính nhất các bác nhìn cái linh kiện này các bác cũng đã thấy đủ đẳng cấp và độ chất của nó rồi các bác nhá. Con đẩy liền vang chạy tổng tất cả là 12 sò, 6 sò trên là 4 6 sò dưới các bác nhá. 6 trên 6 dưới các bác nhìn giúp em cái. 12 sò. Đấy. Và các bác nhìn này. Nó sử dụng đến tổng tất cả là 8 con tụ để lọc nguồn rất là sạch các nhá. Và cái nguồn của nó này các bác nhìn chưa? Các linh kiện của nó toàn bộ là linh kiện cao cấp. Những bác nào mà chỉ cần nhìn vào cái chất tụ STK các bác rất là có đẳng cấp như nào ạ. Đấy, một thương hiệu đến từ Mỹ thì họ luôn luôn hướng tới cái sự chỉnh chu các bác nhá. Thì dòng đẩy liên vang này thì nó kết hợp cả cơ lân số các bác nhá. Cả cơ lân số rất là dễ chỉnh. Và nó chạy một con chip của Nhật Bản các bác nhá, chạy chip của Nhật Bản. 2 mic sau cộng với 3 mic trước tổng tất cả 5 mic tất cả cho các bác. Nói chung là cắm cái lối trước sau ok luôn. Đấy. Thì với 12 sò này thì nó chơi được bắt 30 40. Chơi không phải nghĩ các bác nhá. Cái côn 76 các bác không phải suy nghĩ. Đấy, cứ côn 76 không phải suy nghĩ. Và các bác nhìn này, từ cái quạt của nó cũng made in by ETC USA luôn. Các bác nhìn chưa? Có đẳng cấp luôn. Đẩy liên vang này có đầy đủ eco, dì vợt, chống hú 3 cấp. Đó. Và có cổng cổng đồng trục các bác nhá. Cổng này là cổng kỹ thuật cao. Đi đi titan. Đấy. Cổng số. Đấy, các bác có thể dùng cổng này tiếng hay hơn. Và tất cả các ngõ vào thì nó gồm một ngõ chính, 1 2 3 3 ngõ vào. Và cổng ra của nó thì có cả cổng súp này và cổng main out đây là các bác lai cổng của nó đây, nó chạy giao loa trực tiếp rồi các bác nhá. Và đây các bác nhìn diện mạo của nó đây ạ. Đấy, đầy đủ eco dì vật, chống hú nâng tiếng, chống hú cho anh em, xin lỗi không có nâng tiếng các bác nhá, chống hú 3 cấp cho anh em. Và nó có hệ thống bốt tiếng gain lớn lên các bác nhá. Đấy, tiếng bốt gain lớn lên và các bác nghe qua tiếng eco dì vật của nó đây ạ. Lên 6 bè 2 3 4 5 6 bè lên 2 6 lên 1 2 3 4 5 6 bè lên. Thực sự là anh Mỹ anh làm đâu mà mọi thứ nó vẫn cứ khác bọt toàn bộ mấy như anh em ở đây các bác nhá. Tiếng dì vọt sáng, tiếng eco căng mịn các bác nhá. Đấy. Và đầy đủ các cái mác của xe, đầy đủ lên lưu hành cái nước tư bản các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó chạy hai delay các bác nhá, chạy hai delay. Đấy, chạy trái phải cho anh em luôn. Dì vọt, đấy, dì vọt time đầy đủ và các hướng chỉnh bằng số rất là dễ chơi các bác nhá. Riêng dòng này thì các bác cực kỳ dễ chỉnh luôn. Cái con này thì nó quá dễ chỉnh cho anh em rồi. Đấy. Tên là HC 3000 cộng. Đấy. ETC các bác nhá. Con này nó kết hợp cả cơ lẫn số nên là mọi thứ nó rất đơn giản, rất là dễ chơi. Dễ chỉnh và lưu trong lốt nhạc luôn các bác nhá. Lưu trong một lốt nhạc luôn, rất dễ chơi các bác nhá. Đấy. Dễ chơi, dễ chỉnh, mặt mũi ok đẹp. Và rất tiếc là em không có nhiều, em chỉ sưu tầm được có 4 cây thôi các bác nhá. Và giá thành của em nó một con đẩy liền vang đến từ thương hiệu của Mỹ, em bán 3.6 triệu một cục này. Đấy, bao ship cho anh em, cần lơ cho anh em luôn, em bao zin cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, 3.6 triệu một cục. Đấy, bao ship, bao zin cho anh em luôn và bao ship các bác nhá. Toàn bộ linh kiện còn rất là chất, rất là đẹp. Và như anh linh kiện của anh nước ngoài anh làm, anh châu Âu anh làm thì nó vẫn đẳng cấp các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cái nguồn và mọi thứ của nó rất là chất chát, chạy hai tầng vỉ các bác nhá. Đọc cái vỉ giải mã của nó chạy hai tầng vỉ rồi. Đấy các bác nhá. Đây này. Hai tầng vỉ đây. Và vào cổng đây là các cái ngõ cái lỗ đầu vào. Đấy phần mềm. Đây đều vỉ công suất dương. Chạy hai quạt qua trên quạt dưới, chạy 8 tụ. Nguồn to các bác nhá, nguồn to. Đấy. ETC HC 3000 cộng và giải mã 20 tip 24 bit 48KZ. Rất là chất các bác nhá. Đấy. Bác nào mà chưa có đẩy hoặc chưa có vang, mua luôn của đẩy liền vang này luôn và chỉ ghép mỗi loa vào là chơi thôi. Đấy các bác nhá. Chơi được bát 30 40 luôn. Đấy. Kết hợp có cả mic trước mic sau này các bác cắm mic không dây cũng ok. Đấy, mọi thứ ok, nếu như bác nào mà thích chơi tiết kiệm không gian nhỏ bé thì chơi con này quá ok. Con này nó có thể chơi 2 bát 2 năm. Đấy, hoặc bát 30 bát 40. Đấy thì chơi được một đôi. Các bác nhá, chơi bát 2 năm chơi hai đôi hoặc 2 bát 20, chơi rất là ngon này các bác nhá. Rất là chất. Đấy. Có đẩy các bác nhìn thương hiệu đến từ Mỹ thì nói chung là nó vẫn cứ đẳng cấp các bác nhá. Và bên em đang bán cho các bác 3.6 triệu một cục, bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn.
đấy, và bao xịn zin. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em không nhá. Đấy.